năm sáu phẩm mộng hành bấy giờ cụ thọ xá lợi tử hỏi thiện hiện nếu ở trong mộng đại bồ tát thực hành ba tam ma địa không vô tướng vô nguyện tam muội này thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có tăng thêm lợi ích chăng hiện hiện đáp nếu vào ban ngày đại bồ tát thực hành ba tam ma địa này có lợi ích đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa thì trong mộng vị ấy thực hành cũng có tăng thêm lợi ích vì sao này xá lợi từ ban ngày và trong mộng đều giống nhau này xá lợi tử nếu vào ban ngày đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa đã được gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa thì ở trong mộng đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa cũng được gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa ba tam ma địa sâu xa đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa tăng thêm lợi ích cũng giống như vậy xá lợi từ hỏi thiện hiện các bậc đại bồ tát tạo nghiệp ở trong mộng có tăng ích hay tổn giảm phật nói pháp hữu vi hư vọng không thật được tạo ra như mộng tại sao nói nghiệp kia có lợi ích hay tổn giảm vì sao chẳng phải ở trong mộng tạo các nghiệp có sự tăng giảm mà thậm chí khi thức nhớ tưởng phân biệt các việc đã tạo trong mộng vẫn có sự lợi ích hoặc tổn giảm thiện hiện đáp có người ban ngày giết người rồi ban đêm nằm mộng nhớ tưởng phân biệt lấy làm vui sướng, lại có người nằm mộng thấy mình giết người khác, đến lúc thức họ rất vui mừng, ông hiểu sao về hai nghiệp như vậy? Xá lợi tử hỏi thiện hiện, nếu không có nhân duyên thì sự suy nghĩ và nghiệp đều không sanh được, cần phải có nhân duyên sự suy nghĩ và nghiệp mới phát sanh. Trong mộng sự suy nghĩ và nghiệp duyên theo vật gì để phát sanh? Hiện hiện đáp hoặc mộng hoặc tỉnh nếu không có vật để duyên theo thì sự suy nghĩ và nghiệp không sanh phải có chỗ để duyên theo thì sự suy nghĩ và nghiệp mới phát sanh vì sao này xá lợi tử cần có tuệ giác chuyển ở trong pháp thế nghe hay biết mới sanh ra nhiễm hoặc tịnh nếu không có các pháp thế nghe hay biết không có tuệ giác chuyển thì cũng không có nhiễm tịnh Do đó nên biết lúc mộng hoặc lúc tỉnh cần phải có nhân duyên thì sự nghĩ và nghiệp mới sanh, nếu không có nhân duyên thì ý nghĩ và nghiệp không sanh, xá lợi tử hỏi thiện hiện, Phật nói ý nghĩ và nghiệp đều lìa tự tánh, thì sao nói phải có nhân duyên chú mới phát sanh được? Thiện hiện đáp tuy ý nghĩ, nghiệp và các nhân duyên đều có tự tánh là không, nhưng do tâm ta chấp tướng phân biệt nên nói ý nghĩ và nghiệp có nhân duyên sanh. Nếu không có nhân duyên thì ý nghĩ và nghiệp không phát sanh. Bấy giờ xá lợi tử hỏi thiện hiện, nếu ở trong mộng, Đại Bồ Tát tuy hành bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, rồi đem căn lành ấy cho khắp các hữu tình, một cách bình đẳng để cùng nhau hồi hướng vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, thì Đại Bồ Tát ấy có thật sự hồi hướng để cầu vô thượng tránh đẳng giác không? thiện hiện đáp Bồ Tát Từ Thị đã được Thọ ký bất thối chuyển vô thượng bồ đề từ lâu chỉ còn một đời sẽ được làm phật ngài có thể trả lời tất cả các lời vấn nạn hội chúng nên thưa hỏi ngài nhất định bổ xứ từ tôn sẽ đáp cho nghe theo lời thiện hiện xá lợi tử cung kính thưa hỏi Từ Thị Bồ Tát Từ Thị Bồ Tát bảo xá lợi tử từ thị có thể đáp bằng những tên gì là sắc chăng, là thọ tưởng hành thức chăng, là không sắc chăng, là không thọ tưởng hành thức chăng, và lại sắc không thể đáp, thọ tưởng hành thức cũng không thể đáp, sắc không thể đáp, không thọ tưởng hành thức cũng không thể đáp. Vì sao? Này giá lợi tử, ta không thấy có pháp nào có thể đáp, ta không thấy có pháp được đáp nơi đáp, và lúc đáp do đó ta cũng không thấy việc đáp ta không thấy pháp nào có thể ghi nhớ ta hoàn toàn không thấy pháp được ghi nhớ nơi ghi nhớ và lúc ghi nhớ do đó ta cũng không thấy việc ghi nhớ vì sao vì bản tánh tất cả pháp đều là không không sở hữu không hai không khác tìm kiếm rốt ráo cũng không thể được cụ thọ xá lợi tử lại hỏi đại bồ tát từ thị có phải pháp ngài chứng được là như điều ngài vừa nói không Đại Bồ Tát từ thị đáp, Pháp tôi chứng được chẳng giống như điều tôi đã nói. Vì sao? Này xá lợi tử, vì Pháp tôi đã chứng là điều không thể nói được. Khi ấy xá lợi tử suy nghĩ, từ thị Bồ Tát có trí tuệ sâu rộng, từ lâu đã tu đầy đủ tất cả các pháp bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa dùng vô sở đắc làm phương tiện nên mới có thể đối đáp như vậy đối với các sự vấn nạn Phật bảo xá lợi tử. Ý ông nghĩ sao nhờ pháp này, ông chứng quả A la hán, ông có thể nói về tánh của pháp đó không? Xá lợi tử thưa Bạch Thế Tôn không? phật bảo xá lợi tử cũng như vậy không thể nói về tánh của pháp mà đại bồ tát chứng được khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát đó không nghĩ nhờ pháp này mà ta đã được thọ ký vô thượng chánh đẳng bồ đà cũng không nghĩ nhờ pháp này ta sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đà này xá lợi từ đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không có sanh tâm do dự là ta có đắc được vô thượng chánh đẳng bồ đề hay không mà chỉ nghĩ ta nhất định sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề này xá lợi từ đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì khi nghe pháp thậm thâm tâm họ không kinh khiếp không sợ hãi không lo ngại không chìm đắm không buồn rầu hối hận tự biết mình chắc chắn sẽ chứng vô thượng tránh đẳng bồ đề mà mình mong cầu và làm lợi lạc hữu tình cho đến tận đời vị lai